cái uy tín của Phật giáo rất là lớn. Và nên vì vậy mình phải hiểu ở cái chỗ là nếu như bây giờ các tôn giáo tại Việt Nam đánh nhau thì ai được cái lời, ai còn một nhau thì ông còn thật lời chứ có ai lời đâu. Cũng giống như bây giờ tôi đọc trên internet thì tôi ở bên Pháp một buổi sáng bấm vào internet thì tôi nhận được khoảng từ 800 tới 1.000 cái email. Và trong 800 tới 1.000 email thì xin thưa thật về quý vị 8, 9, 10 đó là toàn cái chuyện công kích nhau, chờ đợi nhau thôi. Chứ không có những cái chuyện có tính chất xây dựng, có tính chất là phấn khởi tinh thần của người Việt. Và bây giờ tôi thấy rằng trong khi mà Trung Cộng xâm lấn lãnh hải của Việt Nam, đánh vào cái tàu của Việt Nam và xâm lấn vào những cái đảo của mình, và đặc biệt thì chuyện mà Trung Quốc đang xâm nhập trên lãnh thổ mình bằng cách đưa hàng chục nghìn người thợ thuyền vào Tây Nguyên về khai thác bauxit ở Quảng Ninh, ở Hải Phòng, ở đồng bằng sông Cửu Long, họ cứ có nhiều lắm. Và đó là cái chính sách mới của Trung Cộng. Trung Cộng hiện nay sử dụng cái mà Hoa Kỳ, một nhà triết học chính trị của Hoa Kỳ là ông Nay, họ đưa ra một cái lý thuyết vào năm 1990 gọi là soft power, tức là sức mạnh mềm, sức mạnh nhuyễn. Thì ngày xưa đó thì tất cả các nước cái chinh phục đó dùng cái sức mạnh cứng, sức mạnh cương, họ đem quân đội vào xâm chiếm một cái lãnh thổ, như ví dụ quân Nguyên, quân Tống, quân Minh, đó là cái sức mạnh cương đó, mạnh để chiếm Việt Nam. Bây giờ đây họ không dùng hình thức cương nữa, họ hình thức nhu nhuyễn, soft power, văn hóa. Như ví dụ bên đây Trung Cộng là mở ra 270 học viện Khổng Tử trên toàn thế giới. Và tại Hoa Kỳ này có 70 học viện Khổng Tử. Thì thưa quý vị, bên người Việt Nam này mà nghe là tám Khổng Tử Đức ở Lê Nghĩa đâu là mình cũng hồ liên theo như bao nhiêu nơi tiêu đài của Việt Nam mình theo nhau giả. Thì bây giờ nói là cũng Khổng Tử, nói từ Tứ Kinh, nói từ Ngũ Kinh thì không ai chồng này. Nhưng mà giờ nếu học viện nó là đông thì trước nhất ai chồng là không ai phải học. Nhưng mà học về Phật tử người ta nói ta nên chung cái văn hóa để trong cái quân chủng Mỹ, quân chủng châu Âu có cạp trình về Trung Quốc, cạp trình cho ông Phật tử thì tự nhiên sẽ dần ra cạp trình về cái chế độ cộng sản của Bắc Kinh. Chính sách thứ hai là chính sách di dân, họ gửi thì cái dân chủng hàng nghìn người sắp đến bây giờ còn năm phút vâng nên họ gửi những người di dân sang ở bên Phi Châu, Nam Mỹ, Nam Mỹ có 300.000 thợ của Trung Quốc, Phi Châu có khoảng 500.000 thợ Trung Quốc tới làm giúp đỡ về vấn đề nông thôn, vấn đề nhà máy vân vân. Rồi ngay ở Liên Xô Nga là 700.000, ở Việt Nam mình thì 70.000 luôn. Mà mình cũng biết rằng những người thợ thuê đó họ đi khai thác vấn đề kỹ thuật, vấn đề nông nghiệp đâu, nó là những cái đào quân thứ năm. Họ nắm vững bằng cái chính sách di dân là một, như Tây Tạng. Tây Tạng sẽ tiêu diệt những cái chính sách di dân này sự tồn tại. Họ cứ phóng người Tàu lên lấy người người Tây Tạng trong một khối đẹp bóng ra là nhà hàng Tây Tạng, không còn nhà Tây Tạng. Thì đó chính sách di dân và văn hóa họ rất khô quan để gây cạn tình trong thế giới. Thì bây giờ đấy đó, họ làm sao đó, nhưng thấy cái sự kiện đó là làm sao cho người ta chỉ nói về cái tranh chấp rất vặt vặt. Bây giờ gần đây tôi chỉ nghe cái chuyện rằng là nếu lên về chuyện đánh Công giáo, ở bên Công giáo lại đánh Phật giáo, đó là Phật giáo đã giết người Công giáo, người Việt thời biết mình vân vân. Mà không ai nhắc nhở về cái chuyện Trung Cộng đang xâm lấn lãnh hải Việt Nam, đã chiếm Hoàng Sa và đã chiếm một phần lớn Trường Sa. Thì họ chính sách tầm ăn dâu cho thuê một cái vùng đất rừng 50 năm ở miền Bắc, cho họ sống lớn từ từ vậy. Không ai nhắc nhở thì nhiên có, nhưng mà trong 800 tới 1.000 cái email có đọc hầu như ít ai nói tới đó. Mới chỉ nói cái chuyện công kích Phật giáo, Phật giáo có người công kích công giáo. Thành ra tôi thấy cái chuyện mà đòi hỏi là phải nó nhỏ, đòi hỏi cả đất nước Việt Nam thì nên là đúng rồi. Cái hướng tấn công là không thể, không thể ở đâu phải cả. Nên đòi hỏi lại tất cả
lực lượng Việt Nam mình gọi hỏi từ người cộng sản Việt Cộng tới để đòi hỏi người cộng sản, cái đó nên là đừng nghĩ tới cái sự tranh chấp tôn giáo. Sự tranh chấp tôn giáo là mình ủng hộ liên minh với cộng sản, cái đó chúng ta phải cẩn thận. Đó là câu hỏi của tôi. Và theo như đưa ra thì còn 5 phút thì chắc hết rồi. Thì nếu có thể tôi xin một câu hỏi cuối. Nếu không thì chắc là chúng ta sẽ cần phân xin mời một câu hỏi cuối. Tôi nếu nói câu hỏi khá liên quan ở cái đề tài này thì chắc là chúng ta còn hai khóa lúc này hôm nay để quyền không được bằng thế. Thưa kiếp sư, tất cả các học viên, thì theo cái bài học hôm nay nhân sinh học, nhân mình học thì theo tôi đó là một cái triết lý lý luận có hệ thống rất là hay, cái đó cá nhân tôi thì tâm phục khẩu phục, không có cái gì cho hỏi. Nhưng mà cái sáng thì giáo sư có nói cái thời điểm mà Đức Bồ Tát Thích Bổn Đức được thiêu đó là ngay lúc đó, ngay thời điểm đó thì có cả gần 500 phóng viên, do đó cái tin tức mà Đức Bồ Tát Thích Bổn Đức được thiêu nó đi ra quốc tế rất là dễ dàng. Thì nếu mà vấn đề đó thì chúng ta là nghĩ ngay đến cái bài học của giáo sư vừa giảng là vận động truyền thông và quốc tế. Thì theo giáo sư hiện tại ấy, thì cộng sản nó vấn cái chúng ta bằng cái nghị quyết 36, thì trong đó có vấn đề gọi là giao lưu văn hóa. Thì nói đến giao lưu có nghĩa là phải có qua lại. Nhưng mà hiện tại thì cái văn hóa từ cực cái văn hóa mà ngoại lai của đề tam quốc tế nó càng ở hải ngoại, nhưng mà cái nền văn hóa mà thuần túy 4.000 năm văn hiến của ta là không có ở trong nước. Thì thưa quý sư, nếu vậy thì cái vấn đề mà vận động quốc tế để mà có một cái sự giao lưu đúng nghĩa của nó thì tôi hỏi quý sư có thể nghĩ về vấn đề đó là không? Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Dạ, chúng ta có thể nghĩ về vấn đề đó, nhưng mà không thực hiện về vấn đề đó. Là bởi vì mình phải hiểu một cái thực tế, nó không như ý nguyện của mình. Các nước Âu Mỹ đã đồng loạt về cộng sản. Ở cái chỗ là họ viện trợ kinh tế, họ giúp đỡ kinh tế. Cái ví dụ như Hoa Kỳ đó, tất cả các nước Tây phương là đều chống đồng hết. Họ biết cộng sản là gì, họ cũng theo cộng sản. Và các đảng cộng sản cả nước Tây phương thì cũng càng ngày càng xuống thấp lắm. Cái ngày mà tôi sang Pháp thì cái cực kỳ ủng hộ cho đảng cộng sản Pháp là lên tới 25%, mà bây giờ đây thì xuống còn có 3-4-5% thôi. Tức là Tây phương người ta hiểu cộng sản, người ta không theo cộng sản, người ta không ủng hộ cộng sản, nhưng mà vì cái địa lý chính trị. Chứ bây giờ đây mình thấy rằng Trung Quốc đã trở thành một cường quốc rất lớn, và cả nước Tây phương họ đó là trong 20 năm nữa cái cường quốc đó trên mặt kinh tế nó trở thành là một cái cường quốc chính trị, nó trở thành một cái bá quyền xâm lược. Cả nước khác như tôi nói đó, họ dùng văn hóa về di dân để họ nắm hết tất cả thế giới. Được Hy Lạp hiện nay đang bị khủng hoảng về tài chính về kinh tế, thì chúng còn bọc tiền mua cái bao nhiêu quyền của Hy Lạp bằng cái hình thức đó để nó xâm chiếm đất nước toàn thế giới. Thì bây giờ đây mình nhờ những người mà đang đồng loạt với cộng sản, khó để cho họ ủng hộ mình lắm. Tuy nhiên mình phải có những cái phương pháp khác, mình phải đi vận động báo chí, tôn giáo, các tổ chức nhân quyền, các vị dân biểu, thượng nghị sĩ, các quốc hội, để cho họ có một cái chính sách. Ví dụ hiện nay chúng tôi đang vận động tại Quốc hội châu Âu, bởi vì Quốc hội châu Âu và Việt Nam đang ký lại cái thương ước hợp tác giữa hai bên. Thì chúng tôi đã vận động mấy mươi năm trước, 1995 họ ký cái hợp tác đầu tiên giữa Liên Âu và Việt Nam. Thì họ có một cái câu đề do cái vận động chúng tôi mà họ ép buộc bên Hà Nội phải chấp nhận. Cái câu thứ nhất là nhà nước Việt Nam phải tôn trọng những nguyên tắc dân chủ và nhân quyền. Cho nên nếu nhà nước Việt Nam mà đàn áp thì đã bị phạm vào cái điều luật, cái hợp ước giữa hai bên đó, thì châu Âu có thể làm áp lực được. Nhưng mà bây giờ sau khi từ năm 1995 tới nay thì Hà Nội cấp cân, nó cứ đang áp như thế, nó không áp dụng nguyên tắc dân chủ. Thành bây giờ sắp sửa chỉ là cũng đã phải chỉ từ 2 năm rồi, nhưng mà hai bên dằn co nhau.
Rồi trong cái thời gian mà giam coi, chúng tôi đang vận động cũng phải là viết lại cái câu thứ nhất. Và câu thứ nhất Hà Nội nó không cần áp dụng và thực hiện. Chứ bây giờ phải yêu cầu trong cái hiệp ước mới phải có một cái cơ cấu bạc đạt. Nếu Hà Nội không tuân thủ nguyên tắc nhân quyền và dân chủ thì phải có một cái phương pháp chế tài. Đó là cái điều chúng tôi đang đi vận động. Thì nếu như người Việt mình vận động đông mà gây được cảm tình thì sẽ có một cái điều khoản là có một cái mechanism, tức là một cái cơ cấu theo dõi Hà Nội có chấp nhận nguyên tắc hay không. Nếu không chấp nhận nguyên tắc đó thì Hà Nội phải bị chế tài. Và nên vì vậy quý vị thấy rằng khi mà Hoa Kỳ đặt Việt Nam vào 2004 cho tới 2006, đặt Việt Nam vào trong cái danh sách các quốc gia đàn áp cần đặc biệt quan tâm đó, gọi là CPC đó, đó. Thì Hà Nội hoảng hốt, người ta trong vòng mấy tháng rồi họ học tập phường, khóm, tổ để chống lại cái việc đó. Và họ đã sử dụng Trung Phật giáo để phá cái CPC. Thứ nhất là họ mời Thiền sư Nhất Hạnh đi về Việt Nam. Thiền sư Nhất Hạnh về Việt Nam với 100 tăng thân làng Mai, và sau này đến tới 200 thân làng Mai thì làm cho Hoa Kỳ thấy rằng ủa đâu có cái việc mà đang học Phật giáo. Nếu đang học Phật giáo tại sao mời một vị sư ở nước ngoài về hàng trăm người đi thuyết pháp từ Bắc tới Nam từ gió lộng để làm gì có cái chuyện đang học Phật giáo. Đó là một cách họ dùng Phật giáo để đánh Phật giáo. Cái thứ hai là ngày 15 tháng 7 năm 2006, họ cho giáo sư Lê Mạnh Hà và thường đoàn nghệ sĩ tổ chức một cái cuộc hội thảo quốc tế về phát triển Phật giáo tại Sài Gòn và mời tất cả học giả của thế giới về và cho tha hồ nói. Cái đứng được hai cái ví dụ đó thì Hoa Kỳ thấy là Hà Nội đã có tiến bộ, vô được họ đang áp nhưng bây giờ đã thôi rồi, bằng nữa là đã mời chỉ về được học tự do rồi mời tổ chức đại hội Phật giáo mà do một cái người ngày xưa Hà Nội kết án tử hình rồi. Thật ra cái cách hoạt động chỉ vì nó rất là khôn khéo, nên chúng ta cũng phải làm sao để cho cái sự khôn khéo của mình đáp ứng lại với cái sự dối gạt của chính quyền cộng sản. Còn cái nghị quyết 36 thật mà nói, nếu cộng đồng chúng ta đoàn kết kết hợp với nhau thì cái nghị quyết 36 không ai theo cả. Nhưng mà có những người đi đem không đặt cái quyền lợi của cộng đồng lên trên, đi về thăm quê hương, giúp đỡ tiền bạc, đầu tư tại Việt Nam, thì chính những cái người quốc gia đó làm cho cộng sản thành công, làm cho nghị quyết 36 thành công chứ không phải cộng sản thành công. Theo nguyên tắc cộng sản không ai theo thì chuyện mà giao lưu văn hóa đó, giao lưu văn hóa là phải hai chiều, chứ là thì học viên vừa nói làm gì mà có hai chiều. Bây giờ mình thấy bây giờ họ đưa sách vở đi ra thì nhà sách từ lần ở đây thì sẽ thấy đầy cái sách vở của báo chí cộng sản, mà những người chỉ còn có ai tham phiền chuyện đó đâu. Nhưng mà tại Sài Gòn, tại Hà Nội không có một cái nhà sách nào bán những cuốn sách của người Việt Nam ngoài đấy, không hề có cái chuyện giáo lưu văn học, và đó là những cái chuyện mà họ đàn áp mình trên mặt văn hóa về thôi. Nên tôi nghĩ cái nghị quyết 36 không nên nói nhiều, chỉ cần kết hợp cộng đồng trong cái đấu tranh chính trị là cái nghị quyết 36 nó bị vứt vào sọt lạc ngay cho các cái hội nghị chúng ta chia rẽ. Thành ra bên kia họ dùng cái sự phân hóa chia rẽ tranh giành một người Việt một quốc gia về nhau để cho cái đó nó được thực hiện. Và có những người Việt vì cái quyền lợi riêng tư đi đêm với cộng sản, đi về giúp cộng sản, như trường hợp của người Tô Kỳ, trường hợp Phạm Duy, ví dụ như vậy. Thì tôi xin trả lời được như vậy. Cái lời khoan và tiếp tục và xin mời khoa học các bạn. Tất cả bản thân chúng tôi xin cảm ơn nhà sĩ